Ấn Độ, người đàn ông bị bắt vì hiếp dâm bò cái. Đây là sự cố thứ hai về việc lạm dụng tình dục động vật ở nước này. Mà đáng ngạc nhiên, đây là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc giám sát của Bharatiya Janata Party, một chính đảng đối lập ở Ấn Độ của người Hindu. Vụ việc xảy ra vào hôm thứ Bảy tuần trước, khi ba người phụ nữ phát hiện một người đàn ông đang cưỡng hiếp một con bò, trốn thoát khỏi nhà kho của người nông dân ở Bhuti Maja Padet. Ba nhân chứng ngay sau đó đã báo cáo vụ việc trên lên cơ quan cảnh sát địa phương. Nhận được thông tin, cảnh sát đã điều tra và bắt giữ ngay đối với ông Ravan Vija. Ông bị buộc tội theo điều 377 quan hệ tình dục trái tự nhiên của Bộ Luật Hình sự Ấn Độ. Phát biểu với tờ Times of Daily Patra, phát ngôn của đồn cảnh sát Kowak cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng nguyên nhân chính của những hành động trên là do ông ấy đang trong tình trạng say xỉn và cũng chịu ảnh hưởng của một số loại thuốc." Người dân địa phương đã rất phẫn nộ ngay khi họ biết được thông tin về vụ việc. Họ đã yêu cầu bị cáo bị xử phạt nặng hơn theo quy định phòng chống hành vi tàn ác đối với động vật. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho rằng không có bằng chứng nào về sự độc ác đối với động vật. Điều 377 của Bộ Luật Hình sự là quá đủ để định ra tội danh và hình phạt thích đáng dành cho ông Ravanjia. Bên cạnh việc thông tin về xử phạt, cơ quan công an đã bàn giao lại con bò cho chủ sở hữu của nó. Vụ việc tương tự đã được báo cáo trong năm 2013, một người đàn ông 25 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi bị bắt quả tang đang quan hệ tình dục với một con bò tại nhà kho của hàng xóm ở làng Niga của bang Lagahat. Cảnh sát đã phải dùng vũ lực để giải cứu người bị buộc tội vì dân làng rất giận dữ và đòi đem người đàn ông đó ra xử theo luật rừng. Được biết, người đàn ông này cũng làm những hành động thú tính trên trong tình trạng say xỉn. Ông ta bị kết tội vì bắt giữ theo mục 456, đột nhập trái phép nhà người khác, và điều 377, quan hệ tình dục trái tự nhiên của Bộ Luật Hình sự Ấn Độ. Và để cứu mình ra khỏi vòng lao lý, người đàn ông đã nói với cảnh sát rằng vợ ông ta đã bỏ đi một năm trước đây, và để giải quyết nhu cầu sinh lý tự nhiên của mình, ông ta đã tự lựa chọn làm như vậy với gia súc. Ngay sau đó vài tháng thì người đàn ông này được tại ngoại.